Hi, xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Vi Tính Duy Nguyễn. Thì hôm nay mình sẽ tập hợp một con Dahua Z2 70P. Thì hôm nay mình sẽ review cho mọi người biết là nó có chức năng như thế nào và độ nét nó như thế nào. Thì đây là một con Z2 mình mới vừa mua. Đây là hộp, tất cả hình như là hàng China hết nha mọi người. Đây. Giờ mình sẽ đập hộp ra để xem bên trong có gì. Có một sách hướng dẫn, sách hướng dẫn tiếng Trung. Ôi mình hiểu tiếng Trung lắm, bỏ qua đi. Thì đây là một cái cam của hãng Dahua Z2. Con này Z2 thì ngoại hình thì mình thấy nó rất là ok, đẹp. Giá thị trường nó không mắc đâu mọi người, nó chỉ có một cổng USB kết nối thôi mọi người. Thì mình thấy ngoại hình đồ rất là ổn. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào test trên màn hình máy tính để coi độ nét nó ra như thế nào nha mọi người. Vâng, vâng, thì sau khi mình cài thì mình dùng một phần mềm, đó là phần mềm bán. Mình làm bán thì mình ưa dùng để quay lại màn hình và test webcam. Đây là webcam đúng không? Sau khi mình đã lúc nãy nó đã vừa nhận thì bây giờ mình sẽ test độ nét của cái webcam này như thế nào. Đây là phần mềm. Đấy. Chất lượng bình thường thì mình cảm nhận con webcam này đã quá là ổn so với những con webcam thông thường. Với hàng đắt tiền thì nó sẽ không, chất lượng nó sẽ không cao không bằng, nhưng mà đối với hàng mình theo nghĩ là mình hàng này là hàng thường chứ không phải là hàng rẻ tiền đó. Nhưng mà webcam gì chất lượng đã là quá ổn so với những con khác thì mình nghĩ là mấy dòng này có thể cho anh em trải nghiệm lần đầu trải nghiệm sẽ biết được cái webcam đấy, sẽ biết được, để mình tắt cái màn hình cam đi coi, sẽ biết được cái chất lượng của cái webcam này. Tuy là hàng là China nhưng cũng vẫn là mình thấy vẫn là nó sẽ vẫn bảo hành cho mình chính hãng đấy. Đấy, thì các bạn xem video này thấy hay thì hãy bấm like và sub cho mình nhé.